kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Mỹ hôm qua công bố cáo buộc hình sự đối với thủ lĩnh phong trào Hamas của Palestine về vai trò trong việc lập kế hoạch, hỗ trợ và thực hiện vụ tấn công miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Cáo buộc chống lại Zahia Sinwa, thủ lĩnh chính trị của Hamas và 5 người khác liên quan vụ tấn công khiến 1.200 người thiệt mạng, trong đó có 40 người Mỹ. Trong tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merit Galan nhấn mạnh những cáo buộc được trang bị vũ khí hỗ trợ chính trị và tài trợ từ chính phủ nước ngoài và sự hỗ trợ từ Hezbollah đã lãnh đạo Hamas phá hủy nhà nước israel và giết hại dân thường cáo buộc nêu tên sáu bị cáo trong đó có ba người còn sống là sinwa được cho là đang ẩn náu ở Gaza khalid Mesan người đứng đầu văn phòng, phòng lưu vong của Hamas và Ali Baraka quan chức cấp cao của Hamas tại Liban Bản cáo trạng gồm 7 tội danh, bao gồm âm mưu hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nước ngoài, âm mưu giết hại công dân Mỹ và âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chính phủ Yemen hôm qua lên án các cuộc tấn công của phong trào Houthi vào tàu chở hóa chất và dầu ở Biển Đỏ, đồng thời mô tả đây là chủ nghĩa khủng bố có hệ thống. Trong tuyên bố, Bộ trưởng Thông tin Yemen, ông Muammar al-Ejiani Nhắc đến sự cố liên quan đến tàu Blue Lagoon 1 treo cờ Panama do công ty Hy Lạp điều hành hôm 2 tháng 9, con tàu được cho là bị tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Houthi tấn công. Ông An Eriani lưu ý, đây là cuộc tấn công thứ 10 vào tàu chở hóa chất và dầu kể từ tháng 11 năm 2023. Ông chỉ trích đây là chủ nghĩa khủng bố có hệ thống, có khả năng gây ra hậu quả thảm khốc về môi trường, kinh tế và nhân đạo, đặc biệt khiến hàng triệu người Yemen tiếp xúc với khí độc. Tuyên bố này được đưa ra sau những nỗ lực quốc tế đang diễn ra nhằm giải cứu tàu chở dầu trao cờ Hy Lạp. MV Sunian bị hưu thi tấn công hôm 21 tháng 8. Bộ Ngoại giao Iran hôm qua triệu tập đại biện Lâm Thời Anh để phản đối lệnh trừng phạt đối với ba cá nhân và một thực thể Iran. Theo bộ trên, Giám đốc Cơ quan Phụ trách các quốc gia Tây Âu Majid Nili Amadabadi triệu tập nhà ngoại giao Anh sau khi London hôm 3 tháng 9 thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba quan chức cấp cao của Iran và đơn vị 700 của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, với các buộc hỗ trợ hoạt động nhằm gây bất ổn cho Israel, Iraq, Yemen, Liban, Anh và các quốc gia khác. Ông Ahmad Dabadi cho rằng lệnh trừng phạt xung đột với chính sách hợp tác của chính phủ Anh, đồng thời chỉ trích London ủng hộ hành động của Israel chống lại người Palestine đại biện lâm thời tuyên bố sẽ chuyển thông điệp này tới chính phủ Anh. Lãnh đạo phe đối lập của chính phủ Uganda, ông Bobby Wynn, hôm qua đã bị các sĩ quan cảnh sát bắn tại vùng ngoài ô phía Bắc, thủ đô Kampala. Trong bài đăng trên nền tảng X, đảng nền tảng đoàn kết quốc gia do ông Bobby Wynn, lãnh đạo cáo buộc các sĩ quan cảnh sát ám sát ông. Cụ thể, ông bị bắn vào chân. Hiện chưa rõ liệu ông Wynn bị bắn bằng đạn thực hay đạn hơi cay. Ngược lại, theo cảnh sát, các sĩ quan đã cố gắng chặn nhóm của ông Win dịu hành xuống đường dẫn đến ẩu đả. Ông Win sau đó vấp ngã khi lên xe gây ra thương tích. Ông Win từng tham gia tranh cử tổng thống năm 2021 và thất bại trước tổng thống Yoweri Museveni. Đảng nền tảng đoàn kết quốc gia của ông nắm giữ nhiều ghế nhất trong số các nhóm đối lập tại Quốc hội Uganda. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hôm qua nhận thực hiện vụ tấn công liều chết ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến 6 người thiệt mạng xảy ra một ngày trước đó. Nhánh truyền thông Ahmad của IS cho biết vụ tấn công nhằm vào cơ quan công tố của chính quyền Taliban. Tình trạng tấn công bạo lực tại Afghanistan đã giảm kể từ khi Taliban tiếp quản chính quyền vào năm 2021. Nhưng nhánh IS ở khu vực này vẫn thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người nước ngoài, người dân và các quan chức Taliban. Thưa quý vị, lũ lụt, lụt do mưa gió mùa lớn gây ra tiếp tục càng quét khu vực Nam Á và cướp đi nhiều sinh mạng, đặc biệt ở Bangladesh, khi con số thương vong lên tới 71 người. Lũ lụt, lụt tấn công Bangladesh hai tuần qua gây thiệt hại trên diện rộng và ảnh hưởng khoảng 5 triệu người. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, 2 triệu trẻ em Bangladesh đang gặp nguy cơ. Ấn Độ cùng chịu ảnh hưởng với thương vong lên tới 35 người ở vùng Nam Ấn. Cuộc khí tượng Ấn Độ ban hành cảnh báo đỏ ở 11 khu vực với dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn. Tại Pakistan, lũ quét khiến 5 người thiệt mạng ở phía tây nam tỉnh Balochistan, nâng tổng số thương vong vì mưa lũ tại quốc gia này lên ít nhất 300 người kể từ ngày 1 tháng 7. Philippines cũng phải hứng chịu sự tàn phá của bão Yagi gây lũ quét và sạt lở với ít nhất 14 người thiệt mạng. Nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin thời tiết trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.